Xin chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách thức để có thể triển khai được marketing cho một dịch vụ. Ở đây rất nhiều bạn có hỏi tôi là vậy thì bây giờ em muốn triển khai kinh doanh cho một sản phẩm dịch vụ, ví dụ như dịch vụ đào tạo, thì em sẽ nên làm như thế nào? Thì để triển khai kinh doanh sản phẩm dịch vụ đào tạo thì chúng ta sẽ cần phải trải qua 4 bước. Bước số 1 đầu tiên mọi người cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ ngồi phải tìm giá trị cốt lõi để có thể tồn tại được trên thị trường và để có thể đưa ra được các cái phương án kinh doanh. Thì về số 1 đầu tiên thì chúng ta vẫn phải trả lời vậy thì lý do tại sao khách hàng người ta lại cần chi trả tiền cho mình. Tại vì khi bắt đầu chúng ta làm phân tích như vậy thì chúng ta sẽ phân tích thị trường này, phân tích đối thủ này, phân tích năng lực cốt lõi của mình này, xem là thế thì cuối cùng bây giờ là điều mà chúng ta sử dụng để truyền thông có phải là điều mà khách hàng mong muốn và điều đó có đủ để cho khách hàng rút tiền ra và chi trả chúng ta không. Đấy là điều số 1 cần phải làm. Điều thứ hai cần phải làm tiếp theo là chúng ta cần phải xây dựng ra nguyên liệu truyền thông. Nghĩa là lúc này thì chúng ta đã tìm ra được giá trị cốt lõi rồi, thì điều số 2 cần phải làm đó là vậy thì dẫn chứng cho điều cốt lõi mà chúng ta truyền thông đấy, chúng ta có điều gì để dẫn chứng. Ví dụ như là anh chị có bằng cấp không? Vâng, anh chị đã cung cấp dịch vụ cho những doanh nghiệp lớn nào rồi? Anh chị có những sản phẩm dịch vụ nào đã được sử dụng trên thị trường và đang được mọi người người ta tin dùng? Chúng ta đang cung cấp dịch vụ cho đơn vị nào nổi tiếng? Đấy là gọi là nguyên liệu truyền thông. Sau khi có xong được phần nguyên liệu truyền thông thì chúng ta phải chuẩn bị sang tiếp vấn đề số 3. Đó là chúng ta cần phải làm xây dựng ra một cái kế hoạch kinh doanh trong khoảng thời gian ngắn hạn. Nghĩa là chúng ta cần phải biết được vậy thì cái business model trong thời gian 3, 6 tháng và 1 năm của chúng ta là bao nhiêu tiền? Chúng ta muốn kiếm bao nhiêu? Khi chúng ta quyết định là muốn kiếm bao nhiêu rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ ra bảng canvas để tìm ra xem là giá vốn để triển khai điều đấy là bao nhiêu tiền. Nhân lực, nhân sự, quy trình, đúng không ạ? Thông điệp truyền thông trong giai đoạn này nó là cái gì? Nghĩa là chúng ta chuẩn bị cho bản kế hoạch đấy. Sau khi chúng ta xong 3 bước này thì đến bước thứ 4 bắt đầu chúng ta tiến hành làm việc, đó chính là truyền thông. Chúng ta sẽ bắt đầu chạy quảng cáo, chúng ta sẽ bắt đầu đăng tin, chúng ta bắt đầu tổ chức sự kiện, chúng ta giải tờ rơi, chúng ta hội họp mọi người để nói tóm lại để lan tỏa tất thông tin đấy ra. Sau đó đo lường xem là cái phản hồi thu về nó như thế nào, cái kết quả nó có đúng như chúng ta kỳ vọng hay không. Từ đó chúng ta sẽ điều chỉnh, thiết lập lại chiến dịch truyền thông và tiếp tục chạy theo đúng mô đồ. Thì đấy chính là 4 bước mà chúng ta cần phải làm để có thể triển khai marketing cho sản phẩm nó thuộc là dịch vụ. Và lúc này thì điều quan trọng nhất khi mà làm dịch vụ luôn luôn là minh chứng được năng lực của các bạn và luôn luôn xuất hiện trước khách hàng.